Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mời gọi tất cả mọi người làm thực khách của bữa tiệc để được chung hưởng niềm vui với Ngài. Dĩ nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào lời đáp trả của con người. Tâm thế mời khách của Thiên Chúa hoàn toàn chủ động, và lời mời gọi của Ngài không phải là chiếu lệ, mang tính ép buộc hay mời cách hững hờ. Trái lại, đây là lời thỉnh mời đầy tha thiết. Lời mời ấy không phân biệt giới tính, giai cấp, tôn giáo hay địa vị xã hội. Dẫu cho lời mời ấy có nguy cơ bị khước từ, Thiên Chúa chỉ mong một sự đáp trả cân xứng từ phía con người. Ngõ hầu, con người được dự tiệc cưới nước trời. Nhờ đó, con người được chung phần vinh quang với Ngài. Đứng trước tình yêu của Thiên Chúa, đáng lẽ con người phải mau mắn đáp trả và đến dự tiệc. Thế nhưng, với quyền tự do chọn lựa mà Thiên Chúa đã trao ban, không ít lần trong cuộc sống, con người đã lựa chọn nghiêng về sự dữ thay vì hướng về sự thiện của Thiên Chúa. Con người chiều theo xác thịt, thế gian và ma quỷ thay vì hướng về giới luật yêu thương. Tựa như trong tin mừng hôm nay, con người đã chẳng thèm đếm xỉa tới bữa tiệc của Chúa. Họ đã khước từ cơ hội đón nhận ân sủng của Chúa với những nguyên do hết sức thế trần. Họ đã tầm thường hóa những giá trị thánh thiêng, và rốt cuộc
họ đánh mất cơ hội hưởng hạnh phúc nước trời. Quả thế, đó cũng chính là thông điệp mà dụ ngôn tiệc cưới hôm nay mời gọi mỗi người phải chất vấn chính mình và tái khám phá thái độ đáp trả của bản thân trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trước lời mời gọi tham dự tiệc cưới nước trời của Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng và đáp trả bằng việc chọn lựa hướng về Người. Amen.